Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng đến nhà của Chun. Tôi nghĩ là những cái góc nhỏ nhà Jun thì chắc là mọi người cũng đã xem quá là nhiều trên cái kênh YouTube của Jun rồi, là nhà có một người. Nhưng mà thật ra là cũng một năm hơn Jun cũng không còn quay nhiều nữa, là bởi vì mình cũng bận rộn với những cái dự án riêng của mình, như là phim, rồi sắp tới là có chương trình nên mình cũng ít quay. Nhưng mà đúng là sau một năm thì căn nhà của Jun nó cũng có thay đổi ít nhiều, chứ không phải là còn như cũ nữa. Bởi vì mình có một cái tính là mình rất là thích tha mấy cái đồ cũ, mấy cái đồ mà người ta nó không còn xài nữa, về mình tái chế lại để mình tiếp tục sử dụng. Cái đó là cái sở thích trang trí nhà cửa của Jun. Và Jun nghĩ cái sở thích đó nó cũng làm cho mình, mọi người nghĩ là về nhà ngủ là hết, nhưng mà Jun là về nhà thì sẽ lọ mọ làm cái này làm cái kia, hoặc là mỗi lần mà mua được một cái đồ độc lạ về nhà mình thì Jun lại rất là vui. Hình như là 2019, Jun nhớ lúc mà Jun được Running Man Việt Nam ngỏ lời mời tham gia, thì lúc đó là Jun cũng nhận được thông báo là Jun ngôi nhà, căn hộ của Jun đã hình thành và Jun dọn về. Và Jun nhớ là lúc đó là các anh em của Running Man cũng qua nhà Jun chơi, và mọi người cũng chúc mừng Jun cái dịp đó. Nên Jun nghĩ là đúng là năm 2019, tới đây là 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wow, 5 năm. Thật ra ban đầu lúc đó Jun chưa có quá nhiều chi phí, nên khi mà nhận được cái nhà thì Jun giữ nguyên cái bố cục ban đầu như bất cứ cái nhà khác. Nó là một cái nhà bình thường thôi. Jun sống một năm với nó, nhưng mà Jun cảm thấy là nó hơi không giống mình cho lắm. Tại vì bản thân Jun thì thích tha đồ, mà càng tha đồ về thì Jun thấy những cái nội thất nó không có hợp với lại cái gu của mình á. Nên Jun quyết định sau 2 năm thì mình sẽ sống với nó. Sau 2 năm thì Jun quyết định là thôi, mình sẽ tu bổ hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái tu bổ của Jun cũng không phải là đùng một cái là trong vòng 1 tháng, 2 tháng kiếm nhà thiết kế hay kiến trúc sư để làm cho mình, mà Jun quyết định là tự tay mình cùng với ekip của mình, là cứ thấy cái gì đẹp là cứ kiếm lên mạng Google, xong rồi tại vì mình thích cái gì mà thì mình sẽ kiếm được thôi. Nên mình làm trong vòng của một năm ấy. Thực ra ban đầu thì ai cũng nói là theo Nhật Bản thì cũng có lý, nhưng mà sau đó thì nó theo sùm hết á, mọi người thấy không, lúc thì ba tàu tại vì nhà Jun là bên bố cũng là người Hoa đấy, nên cái gu nó cũng còn. Và bản thân mình thì đã học tiếng Nhật và theo văn hóa Nhật từ lớp 7 rồi, nên cũng bị lậm, thích anime rồi, thích Ghibli rồi, nên cứ sưu tập những cái hình ảnh riết trong điện thoại, rồi cứ thế mà mình làm thôi. Mình nghĩ cái gì mà mình cứ nghĩ hoài đó là nó sẽ hiện thực. Đây là cái căn hộ mà cách đây 10 năm trước tôi đã mơ ước, nên khi nó thành hình tôi cũng không quá bất ngờ. Trong vòng một năm thì bản thân Jun sẽ quyết định là làm cái gì trước. Thứ nhất là cái bếp. Như mọi người thấy, trước đằng sau lưng Jun là một cái bếp mà Jun quyết định làm đầu tiên. Bởi vì thực ra cái bếp này là cái không gian chính của ngôi nhà này, nên mình dùng rất nhiều tâm huyết để làm cái bếp này. Ban đầu thì căn hộ sẽ là những cái tủ nó kín hết, nó màu trắng, nhưng mà Jun thích màu gỗ. Nên khi mà Jun bắt đầu mở toang những cái này ra thành những cái kệ, thì quyết định đó nó rất là khó khăn, là bởi vì khi mà mình khoe hết những cái chén dĩa và nồi niêu xoong chảo ra ngoài, mà nếu mà nó không cùng một gu á thì nó rất là bề bộn. Trong khi mình thì muốn là lộn xộn một cách có phong cách của mình, nên khi mình lựa chọn từng cái chén hay cái nồi á thì cũng rất là khó khăn. Thì hiện tại ở Việt Nam thì có rất là nhiều chỗ bán những cái gốm sứ Nhật thì nó cũng rất là phù hợp, nhưng mà có những một số thứ thì không có, thì tôi phải đặt bên nước ngoài về. Ví dụ như cái nồi cơm điện nè, hay là cái máy sinh tố, hay là cái nồi, nhiều nhiều lắm. Nhưng mà cái đó là cái sở thích của Jun không thấy phiền. Tại vì mỗi ngày Jun, người ta ví dụ như mua đồ hiệu đi,
người ta sẽ mua đồ hiệu hay là người ta thích thể thao hay là người ta thích gì, nhưng mà Jun rảnh là luôn Jun sẽ lên mạng Jun search nguồn những cái món lạ lùng, nên mọi người vô nhà Jun nó giống như là cái tiệm đồ cũ á, hay cái tiệm bán đồ chơi á, mặc dù Jun mua giờ Jun không biết xài cái gì hết trơn á, tại Jun sống nhiều khi có một mình nên mấy cái chén này đâu xài hết đâu, nhưng mà phải thế vậy đó, nó mới đẹp. Căn nhà này hai phòng, ban đầu cũng có hai phòng thôi, nhưng mà sau khi mà Jun về á thì Jun tính mình cũng thích xê dịch đổi chỗ, lúc thì cái phòng lớn mình sẽ ở rồi phòng nhỏ mình sẽ làm phòng quần áo, nhưng mà ngược lại bây giờ mình lại quyết định là phòng quần áo sẽ thành phòng để ngủ, còn cái phòng mà ngủ á thì bây giờ nó to hơn nên Jun dùng để thành nhà kho luôn. Nhiều đồ diễn hơn trước đúng không? Đúng rồi. quá nhiều, không những đồ diễn mà là những cái đồ mà Jun mua bậy bạ quá nhiều, không có trưng hết được. Ví dụ như Tết thì Jun sẽ lấy một mớ màu khác ra, mọi người có thể xem những cái vlog của Jun sẽ thấy là sau chén dĩa hay những cái đồ gọi là mấy cái ở nhà cửa của mình ấy thì nó thay đổi theo mùa á. Thật ra là trong nhà kho nó đầy đủ hết, Trung Thu thì khác, rồi Noel thì khác, rồi Tết thì khác, mà Jun rất là thích những lễ hội của Việt Nam nữa nên cứ chuẩn bị hết tới ngày tới giờ là cứ bưng ra để trang trí lại thôi. Trời ơi không biết được nha, nhưng mà không mắc đâu, tại vì đồ Jun toàn là mua đồ rẻ tiền không à. Mắc nhất chắc cái tủ lạnh thôi à. Cái tủ lạnh này mắc nhất, còn lại là ba cái đồ này có thể cùng tầm lắm dưới 1 triệu, tại vì đồ dởm mà, đúng không, nó chỉ được cái mã thôi. Giống như tôi nói thiệt, ví dụ như cái lò vi ba này, cái lò nướng nè nhìn nó retro ha, nhưng mà Jun mua bên Trung Quốc á, tính ra có 2 triệu mấy à. Mà xài cũng được lắm á. Nói chung là tôi nghĩ quan trọng là mình kiếm được cái đồ hợp nhãn với cái thời tới cái không gian của mình, chứ thật ra thì Jun thấy mấy cái này mua mắc cũng đâu có làm gì đâu. Nhưng mà cũng may là cái gu của Jun á là những cái đồ nó rẻ. Jun chỉ nhớ ban đầu khi mà Jun quyết định, không tính cái tiền mua nhà nha, bỏ qua bên, thì cái tiền mà Jun xây dựng lại tất cả mọi thứ, lót nền, mua bàn ghế tủ chắc cũng cỡ 300 hay 500 triệu. Một phần là nó chưa, Jun tính Jun là nếu mà nó không đẹp thì Jun sẽ không có sửa. Giống như là Jun cần kiếm cái nồi thì Jun thà nhịn đói chứ Jun sẽ không mua một cái nồi xấu, hay là không có hợp với lại cái nhà của Jun, tôi sẽ ăn tiệm, tôi sẽ ship về ăn. Còn nếu mà kiếm được cái nồi đó rồi, cái nồi ship về nhà rồi, ví dụ như cái nồi này thì nó hợp với cái nhà Jun thì Jun mới bắt đầu nấu. Còn không thì Jun sẽ nhất quyết không mua, tại vì mua sẽ phí, rồi mình sẽ không có thích thì mình sẽ không yêu thích, mình sẽ không dành thời gian để nấu ăn. Jun nghĩ cái nhà này nó cũng đủ rồi đó, tại vì cũng 5 năm rồi, cái nhà này nó cũng không có to. Jun nghĩ 75m² như vậy là quá dày đặc rồi đó. Nhiều người nói vô nhà Jun thấy nó giống như là cái tiệm bán đồ chơi vậy đó. Nhưng mà bây giờ Jun cũng đã có một cái nơi khác để mà phục vụ cho sở thích của mình, đó là ngôi nhà cũ của bố Jun để lại cho Jun ấy, nên bây giờ là Jun cũng phải tiếp tục tha đồ thì bên bển nó trở thành cái nhà kho của Jun rồi. Có dịp thì mời mọi người qua bên đó. Đây, đây là chủ nhà nha mọi người. Đây là Benny. Đây là Benny, chắc là mọi người thấy rồi. Benny là con mèo cái đầu tiên của Jun. À không, con mèo đầu tiên của Jun là Benno, nhưng mà Benno mất rồi. Sau đó là em gái của Benno là Benny bắt đầu vô đây và làm chủ nhà. Xong rồi có một con nữa là Benna. Na. Này. Thế vậy thôi chứ hai vợ chồng đó. Đó, hai vợ chồng đó. Hai vợ chồng đó. Thật ra hai con này nó cưới nhau rồi và nó đã có hai đứa con rồi, nhưng mà nhà mình Jun sợ là không có thời gian nuôi nên Jun đã gửi hai bạn đó cho chị Nam Thư với lại Hoàng Phi nuôi. Bây giờ một con thì giống cái màu giống này nè thì chị Nam Thư đang nuôi, còn một con thì lông đen hết thì cũng nhìn cũng giang hồ lắm nên cho Hoàng Phi. Thế cũng hợp, vì cũng lý do mình không có thời gian nên mình mới nuôi mèo ấy, chứ mà mình có thời gian thì mình sẽ nuôi chó. Tại bắt đầu ban đầu thì Jun thích nuôi chó hơn, tại vì Jun rất là thích chó, nhưng mà ở căn hộ thì nuôi chó cũng tội nghiệp á, tại con chó thì nó phải năng động rồi mình phải dẫn dắt nó đi, còn con mèo thì nó hay chỗ là nó luôn muốn có không gian riêng của nó,
nó không có làm phiền, và nó cũng không muốn mình làm phiền nó quá nhiều. Lâu lâu nó rất là bực mình khi mình làm phiền nó ồn ào quá, nó cũng đi kiếm chỗ khác để mà nó ngủ. Rồi vệ sinh thì nó cũng tự đi vệ sinh đúng chỗ luôn. Nên nuôi mèo rất là tiện. Quan trọng là cái chỗ mà vệ sinh của nó thì Jun để ngoài vườn á, nên nó cũng không có hôi. Jun thấy nuôi mèo ok, và từ đó Jun thích nuôi mèo luôn. Tại vì từ khi mà nuôi mèo, Jun mới phát hiện ra là con mèo nó rất là khôn nha. Và học được từ nó rất là nhiều luôn á, vì cái việc là đừng làm phiền người khác và biết tận hưởng cuộc sống một mình rất là hay nha. Chứ không phải như con chó đâu, con chó nó phải nó nhoi lên á. Kiểu giống như mình về mà con chó nó mừng mình quá trời đúng không? Tại vì nó thấy mình thiếu mình thì nó rất là buồn. Còn con mèo thì khác, mình về cái mặt nó đơ ra kiểu giống như ủa về rồi hả? Giống như là mình đi đâu từ sáng tới giờ mới về vậy. Cái thái độ của nó rất là mất nết đó, nhưng mà nhờ cái sự chảnh chẹ đó thì mình lại thấy con mèo nó cũng có một cái thú vị riêng. Và từ từ mình thấy mình cũng giống nó luôn á. Thực ra cái nào nó Jun cũng thích đó nha. Tại vì đối với Jun cái này là máy ấm luôn, chứ không phải đơn giản gọi là ngôi nhà. Nếu mà ngôi nhà thì nó rất là lạnh lẽo. Là những cái ngày đầu tiên mà Jun về á thì Jun không thích chỗ nào hết trơn. Nhưng mà từ khi mà Jun dành một năm và bây giờ vẫn tiếp tục để mà chăm chút cho từng góc nhỏ của nhà mình, như mọi người thấy tất cả những chỗ của Jun nó đều có câu chuyện hết á. Tại vì không có thời gian kể thôi, chứ cái nào nó cũng có câu chuyện hết. Ví dụ như cái bếp này thấy là nó đồ sộ nhất, nhưng mà đây là cái nơi mà Jun nấu ăn không phải là mỗi ngày, nhưng mà cứ mỗi tuần là ít nhất phải 2 ngày. Rồi bố Jun, rồi lâu lâu bạn bè qua đây cũng sẽ quay quần ở cái khu này. Và khu này cũng là cái bàn này, cũng là cái bàn làm việc của Jun. Jun đã viết những cuốn sách ở đây, rồi lên những cái ý tưởng ở đây, và họp cũng ở đây. Như cái cửa này thôi cũng nó đã là một câu chuyện rồi đó. Đó, như những cái treo đó là bố Jun đóng cho Jun. Tại là Jun lúc đó là Jun chưa có biết sử dụng máy khoan ấy. Rồi bố đã khoan cho Jun cái móc đó, cái móc đó. Mà hai bố con cũng đã tính cao thấp làm sao. Rồi những cái khu vực thờ tự này. Ban đầu thì Jun không có quá là quan trọng về tâm linh. Nhưng mà sau đó khi mà có nhà mới rồi mời bố qua ở thì bố nói bố không muốn ở. Bố thích ở nhà của bố, tại người lớn mà. Cái mình lúc đó mình cũng buồn, nhưng mà sau đó mình hiểu. Tại vì ở bên kia thì sẽ có hàng xóm bố quen rồi. Nhưng mà bố cũng có khuyên là nhà thì phải có nhang khói thì nó mới ấm cúng. Thì lúc đó tôi mới nghe lời bố, tôi bắt đầu thỉnh về để mà thờ. Nhưng mà bản thân mình cũng là một người thích theo cái quan điểm của mình. Thích theo cái quan điểm của mình nên mình cũng không muốn cứ mua sẵn về. Thì là cái việc thờ tượng này mình cũng là mất một năm để mà mình phải đi tìm những cái tủ giống giày, xong rồi những bức tượng nhỏ nhỏ như thế này. Thực ra mỗi bức tượng cũng là có duyên. Người này tặng, rồi sư này tặng, rồi bố cũng kiếm. Tất cả mọi thứ nó đều hợp, có duyên thì nó mới đến với nhà này. Nên tôi thấy ngay cả phòng ngủ nó cũng phải có từ từ đổi qua đổi lại rồi nó mới vô. Nên tôi thấy tôi ngồi chỗ nào tôi cũng chill hết. Tôi ngồi chỗ nào tôi cũng thấy thoải mái. Nên tôi rất là thích cảm giác ở nhà. Mọi người cứ nghĩ là Jun vui vẻ, xong rồi đi đám cưới thì quậy tưng bừng. Nhưng mà Jun nghĩ để được có những cái phút mà Jun bùng nổ như vậy đó, mà vui hết mình vậy đó, là bởi vì Jun có rất là nhiều thời gian ở nhà để mà mình tự vui với bản thân mình trước. Đối với Jun thì mình phải vui, mình phải tự tạo hạnh phúc của mình trước thì mình mới đem niềm vui đến cho mọi người. Đâu có được con nghe, đó là chắc là một cái nguy nhảm nhí, không có đâu. Thì thật ra thì cái đó là công việc nó không liên quan gì về sở thích. Nhưng mà đối với Jun, tại vì khi mà mình có được một số tài chính nhất định ấy, thì người lớn cũng khuyên này thế thôi. Chứ Jun thì thật ra sống không có quá quan tâm về tiền bạc nha. Cứ tại vì Jun hơi bị nghệ sĩ tính ấy, nên có những lúc Jun cũng không biết là một tháng mình kiếm bao nhiêu. Quản lý đưa nhiêu xài nhiêu à. Kiểu vậy đó. Rồi Jun cũng không quan tâm là cái tủ lạnh này nó có bị mắc quá hay không, hay là cái ly này nó có mắc quá hay không. Jun chỉ cần biết là cái này làm cho Jun mỗi ngày làm Jun thấy vui. Ngay cả những cái show cũng vậy nha. Cái show miễn là có bạn đó, mọi người thấy là Jun tham gia mấy cái show, một là có Kiến Quy,
hai là có Lăng Ngọc, ba là có Ba Số Năm hoặc là Thúy Ngân, bé Sam là tham gia, chứ chưa biết nhiều tiền ít tiền nha, mà tham gia cực muốn chết. Không có show nào mà không cực hết đó, nhưng mà hên xui thì trời thương thì cái show đó hot, mà không hot thì nó cũng không quá quan trọng với chú, tại vì đã có những kỷ niệm với bạn bè là vui rồi. Lý do vừa mới nói là vui thôi, nhưng mà cái người mà Duy quyết định tham gia nhiều nhất đó chính là Duy Khánh Chucho á. Tại vì thật ra không dám nói là quyết định hay cái gì, nhưng mà tại lúc đó là Chun rất là bận tham gia cái bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay cùng với Thúy Ngân, Võ Cảnh và bé Thảo Tâm á. Thì nó ngốn của Chun quá nhiều thời gian, cuối tháng 4 tôi mới xong, nên Chun cũng có nói là hay là Chun muốn nghỉ khoảng 2-3 tháng để Chun làm công việc khác, ví dụ như viết sách hay gì đó. Tại vì Chun có quá nhiều những cái công việc khác á, nên Chun cũng không quá quan trọng là mình phải tiếp tục làm một cái dự án gì đó. Nhưng mà Khánh nó nói là em sắp tham gia mà em cũng không có biết hát hò gì, em còn tham gia, anh làm ơn anh tham gia chung với em cho vui để mình có kỷ niệm gì đó mà. Xong rồi cái Chun cũng nghe vậy thôi, chứ Chun cũng nói là tôi không tham gia. Tại vì thấy nó mệt thiệt, tại vì mọi người. Nhưng mà sau đó bên chương trình có nói là chương trình đã không quay tháng 4 nữa mà chuyển qua quay tháng 5, nên dư sức cho Chun có thời gian nghỉ ngơi. Thì Chun thấy nếu có thời gian thì Chun tham gia thôi. Nên khi mà nhận được cái thông tin này, Chun cũng có coi, Chun hiểu được thì là một cái chương trình đơn giản là mấy người ca sĩ bu bu vô xong rồi chia nhóm mà hát thôi, có gì đâu. Thì hát hay rồi đậu, hát dở rớt, Chun nghĩ thế thôi, thì tham gia thôi, đâu có gì phải phức tạp. Nhưng mà tham gia rồi mới thấy là có những cái nó hơi khác với cái tính cách của mình, nên cũng đang cố gắng trung hòa nó, giải quyết nó. Dạ đúng rồi, đối với Chun thì cái đó là cái khó khăn nhất. Tại vì làm việc nhóm lúc nào cũng khó khăn hơn á. May mắn là tại vì mình cũng đã từng là có kinh nghiệm trong nhóm nhạc rồi, nên mình vô mình không có quá là khắt khe, giống như bạn này có tính này, anh kia có tính kia. Nhưng mà đối với Chun thì thật ra không có ai mà khó chịu bằng Ba Số Năm hết á. Mà mình đã có thể hòa nhập được, thì ở đây 33 anh đối với mình cũng sẽ có dễ thương nhất định. Tại vì các anh sẽ có những cái tôi riêng, đúng không? Nhưng mà cái tôi của họ đều khá hay ho á, tại vì họ đều là những người nổi tiếng rồi, nên những cái tôi của họ cũng khá đúng. Còn ở đây thì thật ra là ý của anh như thế này, ý của em như thế này, đều là những cái mà mình thấy rất là hóa ra là với một người làm diễn viên thì họ có suy nghĩ như vậy, đối với một người huấn luyện viên bóng đá thì họ có suy nghĩ như vậy, đối với một anh trai lớn mà trong bên hát chèo như anh Tự Long đi thì lại có một cái suy nghĩ cũng rất là hay, mà trước đó mình chưa có cơ hội để nói chuyện nhiều. Nhưng mà khi mà tham gia thì Chun thấy là nó như một cái xã hội thu nhỏ vậy đó, và là một cơ hội để bản thân Chun trải nghiệm, nên Chun thấy mình may mắn. Chun có thể hòa nhập rất nhanh. Chun cũng không có sợ vùng miền, Chun cũng không có sợ lớn nhỏ, Chun cũng không có sợ dòng nhạc khác nhau. Có nghĩa là hóa ra khi mà vô á, mình ban đầu mình cứ nghĩ là chắc là các anh lớn anh sẽ có những cái gu nhạc thế này và mình sẽ có những gu nhạc thế này, và những cái bạn như là bên speaker chắc tưởng là họ sẽ rất là ngầu á, còn mình thì kiểu bên cái dòng dễ thương nên hai bên sẽ khó nói chuyện. Nhưng mà thật ra không, họ chỉ đang diễn thôi. Mà Chun cũng chỉ đang diễn thôi. Và mỗi người sẽ có một cái mẫu số chung á, tất cả chúng ta đều có một mẫu số chung, đó chính là nghệ thuật á. Nên mấy anh em nói chuyện nhau vui lắm, kiểu như là thật ra Chun cũng muốn biết được là tại sao các bạn có thể tạo ra những cái bài hát nó chất như vậy. Và các bạn cũng rất là muốn hỏi Chun là tại sao Chun có thể sống chiêu như vậy. Có một bạn thì lúc nào cũng tất bật, còn mình cứ từ từ. Rồi có những anh trai thì lúc nào cũng ngầu, nhưng mà khi mà ngồi nói chuyện thì mới thấy là các anh cũng vẫn còn rất đáng yêu, cũng là rất là trẻ thơ luôn, chưa có gì gọi là với cuộc đời với bẩn hết trơn. Nếu có thì các anh cũng không còn coi nó là cái gì quan trọng nữa, bởi vì 33 người vô đây
Jun thấy hạnh phúc được một cái á, mà Jun có chia sẻ trên Facebook á, là đều có một cái điểm chung, đó là sự cô đơn á. Cô đơn ở đây không phải là không có ai thương, mà là nghệ sĩ thì lúc nào sẽ cũng sẽ có một cái vùng như thế, và họ phải sống trong đó để mà họ sáng tạo. Và mình may mắn là mình khoe cho mọi người biết mình có một cái vùng cô đơn đó từ đó tới giờ rồi, nên mọi người sẽ thấy Jun là mặc dù rất là quậy ở những cái bữa tiệc, nhưng mà vẫn có thể trốn về nhà mình sống rất là vui cười, mà mọi người không cảm thấy nó ngược đời, đúng không? Mọi người không thấy ngược đời, tại vì mình may mắn mình đã show cái đó ra hết cho mọi người biết. Nhưng mà dĩ nhiên có những người anh trai thì họ sẽ khác, nên mà khi chỉ có khi gặp nhau nói chuyện có một chút men thì các anh bắt đầu mới chia sẻ, thì mình mới thấy là đáng yêu chỗ đó, và mình có một cái nhìn rất khác với các bạn underground, và mình cũng có một cái nhìn rất khác với những người anh lớn, là không còn khoảng cách nữa, bây giờ mình chỉ là những con người rất bình thường, và mình muốn đến đây để vui chứ không phải mình đến đây để đấu tranh cái gì hết. Và nếu như sắp tới tôi nghĩ là sẽ có, tại vì tôi nghe đồn sắp tới là phải giết nhau á. Tôi không biết sao, tôi cũng hơi lo khúc đó. Bây giờ càng thân thì lúc giết nhau nó hơi khó nha. Đó là bộ phim của Vion sản xuất. Đạo diễn là chị Hoàng Anh, một người chị mà rất là thân với Jun, đã cùng Jun đồng hành qua rất là nhiều bộ phim, mà cũng nhờ những bộ phim và kịch bản của chị mà Jun cũng được mọi người biết đến, như là Cô Thắm Về Làng này, hay là Gạo Nếp Gạo Tẻ này, rồi Nữ Chủ nè, rồi Về Quê Ăn Tết nè, và cũng là một trong những người chị mà đã dẫn dắt Jun vào nghề biên kịch, như những cái tác phẩm như là Tấm Cám Dù Chưa Kể nè, hay là Cô Ba Sài Gòn này, đều là những nên có nghĩa là chị đã tạo ra một diễn viên Jun Phạm. Dĩ nhiên còn có cả chị Ngô Thanh Vân nữa, nhưng mà một người chị đã dẫn dắt mình về cái lĩnh vực truyền hình ấy, là chị Hoàng Anh. Còn chị Vân là bên lĩnh vực điện ảnh, nên mình rất là tin tưởng chị. Cho đến khi năm ngoái, năm 2023 thì chị muốn làm bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay. Thì ban đầu chị giao cho mình một cái vai khác, cái vai của bạn Võ Cảnh ấy, là cũng nhà giàu đẹp trai rồi kiểu vậy, thì mình cũng bình thường thôi, ai chứ chị Hoàng Anh rủ rê thì mình sẽ làm, mình không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà lúc đó thì bỗng nhiên chị một ngày kia chị lại đổi ý, chị nói là thôi bây giờ chị nghĩ là em nên thử sức với cái vai Tuấn Kiệt, một cái vai khác, em về em đọc lại đi. Thì Jun bắt đầu Jun đọc, thì Jun vừa lo lắng mà vừa sợ hãi mà vừa rất là kích thích, là bởi vì đó là một cái vai phản diện, nó khác hoàn toàn với bản thân mình. Trước đó thì mình đó, như mọi người thấy là những cái vai của Jun dù cho nó màu sắc cỡ nào thì như là Hải Gầy của Cô Gái Từ Hôm Qua, hay là Thuận Nô Thái Giám, hay là Út Kiệm, thì nó cũng là dễ thương, đáng yêu. Và ngay cái vai của Jun tạo ra cho mọi người, cho khán giả thấy đều cũng là thiện lành á. Còn bên trong thì không biết, nhưng có nghĩa nhìn như là có lẽ như là chị thấy được cái bên trong của Jun không thiện lành cho lắm, nên chị cho mình cơ hội thử sức cái vai này. Và mình thật sự rất trân trọng cái khoảnh khắc đó và cái cơ hội lần này khi mà nhận vai Tuấn Kiệt. Đó là một cái vai hoàn toàn khác với mình 100%, từ cách suy nghĩ. Jun thì lúc nào cũng bay bổng, còn bạn ấy là luật sư nên bạn ấy rất là logic, bạn ấy luôn tính toán so đo xấu tính. Và Jun là một đứa thoải mái với mọi thứ, còn bạn đó thì không thoải mái, bạn nó cũng rất ác, bạn nó giết nhiều người mà bạn nó thấy bình thường, nên Jun thấy cũng hay. Và nó làm cho mình khó là tại vì mình phải đọc nó mỗi ngày, nên mình Jun đã dùng nhiều đêm để đọc đi đọc lại coi là ủa là nếu như mà một cái người ác thì họ sẽ phát âm hay nói chuyện khác như thế nào. Chứ đối với Jun thì học bài rất là dễ, Jun học thoại nhanh lắm, nhưng mà lần đầu tiên sau 14 năm làm nghề mà Jun phải học đi học lại hoài mà không thuộc thiệt nha, không thuộc những cái lời thoại của bạn Tuấn Kiệt á, mà làm cho mình bị khớp luôn. Mà mọi người đang rất là trông chờ, tại vì nói nào ngay thì trong đoạn phim bốn nhân vật chính thì
Jun với Ngân thì cũng cứng nghề hơn một chút, nhưng mà mình cũng rất là lo, tại vì thật ra ba người kia cũng nào cũng hên hướng thiện còn mình hướng khác, nên mình sợ lắm. Mình sợ chơi giỡn riết với mọi người xong rồi khi mà ra quay thì mọi người sẽ mất cái mood của mình, nên khi mà lên phim trường thì mình cũng ít giao tiếp với mọi người nhiều, chỉ là giao tiếp với ekip để mà cho mọi người hiểu là bây giờ mình đang cần thời gian để học bài. Mà thiệt, tại vì sao? Thoại của Tuấn Kiệt là luật sư á, nên lúc nào cũng toàn là học thuật không à, không có đời. Và bạn đó nó đúng chính tả lắm, bạn nó bị bệnh nghề nghiệp á, thưa quý tòa kiểu vậy á, nên nó khác với lại kiểu miền Tây như chú. Trời, nếu mà ghét cảm ơn thành công đúng không? Thật ra Jun cũng muốn có cảm giác đó, chưa bao giờ bị người ta ghét. Nếu có thì người ta chắc hiểu lầm mình thôi, và Jun nghĩ người ta hiểu lầm mình thôi chứ, và người ta cho, nếu mà họ cho phép họ đi vào cuộc sống của Jun rồi thì chắc chắn là họ sẽ không ghét Jun được. Jun nghĩ vậy đó, nên nếu mà cảm giác có người ghét mình sẽ làm Jun có động lực hơn á, chứ hiện tại Jun hơi bị gọi là chill, nhưng mà Jun có cảm giác là Jun hơi lười á. Jun hơi lười nên Jun cần có những ai ghét để Jun cố gắng hơn á. Thật sự nha, Jun không có tin hôn nhân. Không thích. Không có tin chứ không thích. Thích thì thích lắm, coi người ta đám cưới thích lắm, cảm động lắm. Bởi vì đám cưới hoài à. Nhưng mà bản thân mình thì chưa bao giờ nghĩ nha. Nếu có chắc lúc 18 tuổi á, còn ô mai á, chứ bây giờ Jun nghĩ là hôn nhân á, nó sẽ là, hay là tại vì mình vừa mới đóng xong phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay nên cái thần kinh của mình á, không dám nói là nhập vai quá nha, nhưng mà tôi thấy những cái tư tưởng của Tuấn Kiệt hay lắm, cái tư tưởng của nhân vật đó hay lắm, tại họ cũng là người có học mà, họ là luật sư mà, nên họ sẽ có những cái quan điểm riêng và rất là hay. Và tôi thấy đúng, hôn nhân nó chả đem đến điều gì ngoài gọi là hãy cứ là tình nhân thì nó sẽ vui đấy. Hãy cứ là tình nhân thì nó sẽ vui đó. Bắt đầu hôn nhân là rồi trách nhiệm nè, rồi mọi thứ. Nhưng mà Jun không phê phán nha, tại vì Jun nghĩ là tất cả mọi người đều có những cái lựa chọn riêng á. Bản thân Jun đang bị ghiền. Jun đang bị ghiền cái cảm giác một mình như thế này này. Mà Jun thấy hạnh phúc lắm. Và mọi người đang sống trong một cái vòng á, tự tạo nên là phải lớn lên lấy chồng đẻ con. Nhưng mà tôi thấy mọi người bị cũ á, bị bám vào đầu những cái chuyện đó, nó không nên á. Ý là mỗi người sẽ có một cái con đường riêng và họ sẽ rực rỡ ở cái con đường của chính họ, chứ không nhất thiết là phải có con, hay ao lộn, không nhất thiết là phải cưới nhau rồi có con xong rồi già đi xong rồi sống chết bên nhau á. Tôi thấy không cần thiết, tại vì một mình cũng có những người rất rực rỡ. Và không phải nói chứ, bây giờ những người rực rỡ nhất là những người một mình. Còn những người mà vừa có chồng có vợ xong giờ mập ú à. Và không biết là bên trong có hạnh phúc hay không, nhưng ít nhất ở ngoài thấy mập ú à. Xong rồi tối ngày có nhắn tin cho em, mệt quá anh ơi, bây giờ em phải tỉnh dậy để mà cho con bú. Rồi trời mệt quá, bây giờ không phải đi về để rước con, không nhậu tiếp được. Xong rồi trời mệt quá mày ơi, bây giờ hả tao phải hả tính gì phải tính coi làm sao mà để hả cho con mình đi học lên cấp 2 nè, bây giờ phải đổi trường cho nó nhức đầu á. Có nghĩa là tự nhiên khi mà Jun gặp lại những bạn cấp 3, cấp 2 và ngay cả những bạn nghệ sĩ của mình đi, mà những người đã có gia đình và có con á, họ kiểu giống như là tôi thấy là họ đang suy nghĩ lại á. Nhưng mà dĩ nhiên cái đó chỉ là những cái trong gai mà họ phải vượt qua, nếu như họ muốn cái đó là cái đích đến của họ thôi. Còn bây giờ cái hiện tại đích đến của Jun là khác, chứ không phải đích đến của Jun là hôn nhân. Nó cũng chỉ là một cái chương trình game show thôi, hôn nhân ấy. À, điên rồ nhất á hả? Jun nghĩ Jun không thể nào điên rồ trong tình yêu. Tại vì chắc là có thể may mắn á, Jun sống trong một cái không gian á, công việc cứ đến ồ ập. Nên giống như khi mà Jun buồn nhất nha, tự nhiên là chị Ngô Hanh Vân sẽ tới tát bóp một cái kiểu vậy. Tỉnh lại đi, đi làm, đi diễn còn buồn cái gì, kiểu vậy đó. Hay là khi mà mình buồn một cái là tự nhiên cái bố
sẽ qua nấu cơm cho mình ăn. Tự nhiên mình thấy tất cả những người bên ngoài á, nó chỉ là người dưng. Và đây là mới là những cái người mà quan trọng với cuộc đời mình. Đó chính là lý do vì sao mà Jun Jun quý tình bạn hơn tình yêu. Tại vì đối với Jun nó tình bạn thì nó sẽ cỡ nào thì nó cũng sẽ hàn gắn được. Còn khi mà tình yêu chia tay rồi là không thể làm bạn được. Ít nhất là với Jun nha. Jun chia tay rồi là Jun không có muốn gặp ai nữa đâu. Kiểu giống như là ủa gặp chi á, làm phiền nhau lắm. Và Jun sẽ phiền họ đó. Tại Jun là một đứa rất phiền. Jun nghĩ là chắc là phải chịu được cái cảm giác, phải chịu được cái sự gia trưởng. Gia trưởng mới lo được chứ. Gia trưởng mà cái đầu overthinking như Jun và hay đẻ chuyện như Jun. Giống như là Jun sẽ không bao giờ rảnh á. Sáng sớm là Jun sẽ dậy, nhiều khi 3 giờ sáng Jun dậy á. Mà người ta không dậy là Jun sẽ bị tổn thương đấy. Xong mà nhiều khi Jun dậy Jun làm gì, Jun sẽ qua Jun lao, Jun nấu này nấu kia, xong rồi tập thể dục, xong rồi cái nhiều khi tối thì 2-3 giờ sáng Jun mới ngủ. Mà người ta ngủ trước là Jun cũng buồn á. Cuộc sống của Jun nó bị xê dịch quá nhiều. Nên Jun cũng biết được cái chuyện đó. Nên Jun chưa bao giờ ép ai vào cuộc đời của Jun hết. Tại vì ai cũng vô xong trải nghiệm xong sợ quá đi ra khác rồi. Mọi người cứ ở trên mạng cứ tung hô trời ai mà quen Jun hay cưới Jun chắc hạnh phúc lắm, nên không đâu. Mọi người nghĩ đi. Tự nhiên cái đang ngồi nói chuyện mà nói về ca nhạc, xong cái ngày mai chuyển hướng nó nói về sách. Rồi bắt người ta phải nghĩ cùng idea. Nếu mà người ta không nghĩ thì sẽ không thấy ồ người này không cùng tần số với mình. Jun có quá nhiều những cái vấn đề cần phải giải quyết mà nhiều khi Jun nói thôi được hay, mình sẽ giải quyết một mình. Mà khi mà Jun đã quyết định giải quyết một mình rồi đó, những cái công việc của Jun đó, thì người đó sẽ trở nên vô hình với Jun. Và họ sẽ cảm thấy tội lỗi lắm, bởi vì không chia sẻ được với Jun. Tại vì khi Jun tập trung vào công việc của mình á, Jun có thể tập trung liên tục 24 giờ. Jun ngồi viết, Jun không quan tâm đến nhan sắc của mình luôn. Xong ngày mai Jun sẽ ngủ hết 24 tiếng. Jun bị gì đó, bởi vì nó cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Không phải là nói gì, nhưng mà đó là cái nết của Jun. Cái nết cũng kỳ cục của Jun á. Cảm ơn quý vị khán giả và độc giả của báo Family rất là nhiều đã cho Jun cơ hội để trò chuyện. Mọi người trò chuyện cho vui thế thôi, nghe vui thế thôi. Đây chỉ là một quan điểm của Jun vào ngày hôm nay thôi. Nếu như mà mọi người muốn nghe quan điểm của Jun tiếp theo thì hãy đón chờ podcast của Jun. Là có mỗi tháng một quan điểm thôi. Mọi người đừng có nghĩ là Jun sẽ luôn luôn một cái quan điểm nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.